Theo như tiễn ta thấy, Cơ Phát công tử và Song Di cô nương chính là một đôi trời sinh. Mọi người đừng quên, Cơ Phát công tử còn là đời sau của Hầu gia, tiền đồ sau này rộng mở. Ta tin rằng Song Di cô nương gả cho Cơ Phát nhất định sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Dương tiễn ta đã nói xong rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Dương Quynh Đệ, mau ngồi đi. Dương Quynh Đệ, ta thật ngưỡng mộ cậu, không những tài năng hơn người mà mồm mép còn rất lợi hại. Cậu nói, ta hoàn toàn tán đồng. Đại ca, còn ý kiến nào nữa hay không à? Có điều những chuyện này hiện giờ không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta có nên tấn công Tây Kỳ hay không? Mọi người nói xem. Ta thấy nhất định là không nên đánh nữa. Nếu như Song Nhi thật sự gả cho tên tiểu tử Cơ Phát này, vậy chúng ta sẽ thành thông gia với Tây Bá Hầu ở Tây Kỳ. Chúng ta và Tây Kỳ sẽ trở thành người một nhà. Người một nhà sao có thể đánh nhau được chứ? Đúng thế. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Chúng ta phải ăn nói thế nào với bên Vân Thái Sư đây? Vân Thái Sư lại là ân nhân của Ma Gia Tứ Tướng chúng ta. Họ muốn chúng ta tấn công Tây Kỳ, nhưng bây giờ chúng ta lại không đánh Tây Kỳ nữa, ngược lại còn kết thông gia với Tây Bá Hầu. Các người nói chuyện này chúng ta phải ăn nói thế nào với Vân Thế Sư đây? Các người nói xem. Bỏ đi, bỏ đi. Việc đến nước này rồi, chúng ta cũng không quản nhiều thế. Song Nhi là con gái chúng ta, hạnh phúc của nó là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta. Những chuyện khác để sau hãy nói đi. Đúng đúng, Tam ca nói có lý. Các người xem, Vân Thái Sư rất yêu thương Song Nhi, có lẽ sẽ nể mặt Song Nhi mà tha cho Ma Gia Tứ Tướng chúng ta. Như vậy không phải là giải quyết được nhiều chuyện hay sao? Đúng thế, đúng thế. Được rồi. Nếu mọi người đều có cùng ý kiến, vậy không bằng chúng ta đích thân tới phủ Tây Bá Hầu một chuyến, nói rõ ràng chuyện này từ trong ra ngoài với họ, có được không? Được, được. Đi, đi thôi. Mời. Đi. Ma Gia Tứ Tướng bái kiến quốc sư. Miễn lễ. Các vị tướng quân, Song Nhi cô nương có gì khác lạ không? Song Nhi rất khỏe, nó đang nghỉ ngơi trong doanh trại. Ngài chắc chắn Song Nhi cô nương không xảy ra chuyện gì chứ? Thanh Thanh cô nương, tôi đã nhịn cô nương lâu rồi đó. Cô dựa vào đâu mà nói Song Nhi nhà chúng ta nhất định có chuyện gì xảy ra chứ? Tôi chỉ quan tâm đến cổ mà thôi. Chỉ là quan tâm tới Song Nhi nhà chúng tôi thôi sao? Lão Tứ, để đừng nói chuyện với Thanh Thanh nữa. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn mà. Khoan đã. Ma Gia Tứ Tướng, mọi người định đi đâu vậy? Khởi bẩm quốc sư, chúng tôi phải tới Tây Kỳ một chuyến. Tới Tây Kỳ à? Vì sao mọi người không sớm thông báo cho bọn ta? Chúng ta có thể cùng mọi người đối phó với Khương Tử Nha. Quốc sư, tôi thấy ngài hiểu lầm rồi. Lần này chúng tôi đến Tây Kỳ là về chuyện hôn sự của Song Nhi và Cơ Phát. Hôn sự của Song Nhi và Cơ Phát à? Ma Gia Tứ Tướng, hiện giờ các ngươi đang phạm phải tội nặng trước khi lâm trận lại thông đồng với địch. Chúng tôi biết, vì thế Ma Gia Tứ Tướng chúng tôi sẽ tự thỉnh tội với Vân Thái Sư. Có điều trước đó chúng tôi phải tới Tây Kỳ một chuyến để chủ trì hôn sự của Song Nhi đã. Ngươi, Dương công tử, nếu Song Nhi đã đưa ra lựa chọn rõ ràng như vậy, chúng ta cũng không có phụ ý tốt của cổ. Thanh Thanh cô nương, cô đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Dương công tử, huynh đừng xấu hổ nữa. Song Nhi cô nương đã nhường huynh cho muội rồi, chúng ta cũng nên trân trọng mối nhân duyên này chứ. Huynh nói có đúng không? Ta nhìn không thuận mắt, cũng nghe không lọt tai, toàn thân nổi da gà hết cả rồi nè. Ta cũng thế.
Thanh Thanh cô nương, ta nói thật cho cô hay, chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Trong lòng huynh vẫn có Song Nhi cô nương à? Không phải, ta chỉ có hảo cảm với Song Nhi cô nương mà thôi, tuyệt đối không có gì về tình cảm nam nữ. Nếu vậy tại sao không thể tiếp nhận muội? Thanh Thanh cô nương, tôi cũng vừa nói rồi, quả thật hai chúng ta không hợp, chúng ta đừng nên liên lạc nữa. Thiên hạ này nam nhân tốt rất nhiều, cô hãy mau rời khỏi đây thôi. Dương Tiễn, hai người đừng cãi nhau nữa, thủng hết lỗ tai rồi đây nè. Nếu hai người còn cãi nhau, ta cũng không phản đối, nhưng chúng ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm ngay, không chơi cùng với mọi người được nữa. Đi thôi, cáo từ. Đi thôi. Khoan đã, bà già tứ tướng, ta không cho phép các người rời khỏi đây. Ta lấy thân phận quốc sư ra lệnh cho các ngươi lập tức tập trung binh tấn công Tây Kỳ. Các ngươi cười gì? Bẩm quốc sư, bọn ta không làm được. Cái gì? Bà già tứ tướng, các ngươi thật to gan. Các ngươi không sợ ta tố cáo tội thông đồng với địch trước mặt hoàng thượng sao? Tội này sẽ bị chém đầu. Thần công báo, ngươi nghe cho rõ đi. Ma gia tứ tướng chúng ta đã nhận ân tình của Văn Thái Sư nên mới đồng ý với Văn Thái Sư tới thảo phạt Tây Kỳ, không phải là vì đại dương, càng không phải vì mệnh lệnh của thân công báo ngươi. Ma gia tứ tướng chúng ta căn bản không xem các ngươi ra gì. Các ngươi Dương Tiễn, ta ra lệnh cho ngươi lập tức giết Ma gia tứ tướng cho ta. Chuyện này xin thứ cho Dương Tiễn không thể nghe theo. Ngươi, Dương Tiễn, lẽ nào ngươi đã quên những lời của sư phụ ngươi rồi sao? Phàm chuyện gì cũng đều nghe theo lệnh của ta. Đúng thế, sư phụ tôi đúng là đã nói như vậy. Nhưng sư phụ tôi có dạy, làm người phải biết phân biệt đúng sai, phải nghe theo trái tim của mình, làm chủ bản thân, không thể nghe theo người khác xúi dục. Vì thế tôi không thể giết Ma gia tứ tướng. Ngươi, hay lắm. Dương Tiễn, ngươi nói hay lắm. Chỉ đáng tiếc Song Nhi của chúng ta chỉ có một, nếu không chúng ta thật mong còn có thể trở thành cô gia tốt của bốn chúng ta. Đúng lắm, nói đúng lắm. Thật đáng tiếc. Được, nếu đã vậy, vậy ta động thủ giết hết các ngươi, không để lại hậu quả. Khoan đã, đánh nhau thì ai sợ ai? Đánh người bị thương thì cũng là chuyện nhỏ, chỉ là nếu làm hỏng doanh trại của chúng ta thì sẽ rất phiền đấy. Nếu có gan thì tới đây đi. Thanh Thanh cô nương, cô có ý gì vậy? Dù sao ta cũng không thể có huynh được, huynh hãy mau giao ngân tim bảo kích ra đây. Thì ra cô là gì? Ngân tim bảo kích. Không sai. Thanh Thanh cô nương, tôi sẽ không đưa cho cô đâu, xin đừng ép tôi. Muốn tôi không ép huynh à? Vậy thì hãy mau giao ngân tim bảo kích ra đây. Công báo và Ma gia tứ tướng,
Dương Tiễn, Dương Tiễn, Sư Thúc, Ngọc Khánh, mong hai người đừng làm hại tới Dương gia tứ tướng nữa. Dương Tiễn, ngươi đi giúp người ngoài, ngươi dám không nghe theo lời sư phụ. Sư phụ ngươi lệnh cho ngươi đi theo người có sách trời, bán mạng cho người đó. Ngươi làm thế này chính là phản bội sư phụ. Đúng thế, thân công báo. Mặc dù ngươi là sư thúc của ta, lại là người nắm giữ sách trời, nhưng Dương Tiễn ta có thể khẳng định, người mà sư phụ muốn ta đi theo tuyệt đối không phải là ngươi. Được, nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ giết ngươi trước. Ngọc Khánh, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Dương Tiễn, ngưng tin bảo kích của cậu quả nhiên lợi hại. Đúng thế, tế mà gia tứ tướng chúng ta còn ảo tưởng về pháp bảo, đúng là không biết lượng sức mình. Đúng thế, không dám. Bốn vị tướng quân võ nghệ cao cường, Dương Tiễn tôi rất bái phục. Đúng rồi, chúng ta còn phải tới Tây Kỳ, vậy thì mau đi thôi. Đúng thế, Dương Tiễn, Song Nhi phải nhờ cậu rồi, bọn ta sẽ nhanh về thôi. Được, bây giờ chúng ta đi đây. Được, đi thôi, nhờ cậu đấy, nhanh đi thôi. Thân sư thúc, mặc dù là người nắm giữ sách trời, nhưng cách hành xử của hắn đúng là một tên tiểu nhân. Lần này mình làm như vậy, có phải là đã đi ngược lại ý nguyện của sư phụ? Lạ thật, mọi người đi đâu hết cả rồi? Cha đâu rồi? Sao như cô nương, sao cô lại ra đây? Cô mới khỏe lại, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Ta không sao, ta khỏe rồi. Dương Tiễn ca, các cha tôi đâu rồi? Bốn cha cô đã tới Tây Kỳ rồi. Tây Kỳ à? Lẽ nào bọn họ đi tìm Khương Tử Nha tính sổ? Sao như cô nương, cô hiểu lầm rồi. Bốn vị tướng quân tới Tây Kỳ chủ yếu là tìm Tây Bá Hầu, nói rõ chuyện giữa cô và Cơ Phát công tử. Các cha cũng thật là, làm gì có nhà gái nào là chạy tới nhà trai nói mấy chuyện như vậy chứ. Nói như vậy, sao như cô nương không đồng ý hả? Được, như vậy đi, tôi đi tìm bốn vị tướng quân về. Khoan đã. Bẩm thừa tướng, ngoại thám Tây Kỳ hồi báo Ma gia tứ tướng hiện đã vào Tây Kỳ, đồng thời không dẫn theo binh mã. Hơn nữa, họ còn lên tiếng muốn tới gặp Khương thừa tướng và nhị công tử. Thì ra là vậy. Tán đại phu trường lệnh xuống, tất cả binh sĩ trong thành Tây Kỳ, nếu gặp được Ma gia tứ tướng, tuyệt đối không được vô lễ với họ, phải đối đãi theo đúng lễ, rõ chưa? Dân. Công báo, hiện giờ Ma gia tứ tướng đã không còn nghe theo lệnh của chúng ta nữa. Chúng ta nên làm gì đây? Không sao, ta đã nói với Ngọc Khánh quay về bẩm báo với đại tỷ. Cho dù Ma gia tứ tướng không muốn tấn công Tây Kỳ, ta cũng có cách giết chết Khương Tử Nha. Đúng, không những phải giết chết Khương Tử Nha, mà còn phải giết cả Cơ Phát nữa. Ai? Công báo, con bọ này chỉ còn lại cái đầu, ngoài đầu còn có nọc độc, tại sao lại vậy? Nhìn qua hình như là nó bị người ta đánh chết, lại còn có thể mang nọc độc chạy thoát. Đây là con bọ ngàn năm, nhưng sao lại chết ta cũng không rõ. Tại sao vậy? Công báo, chàng lấy đầu con bọ này để làm gì? Đầu con bọ này có nọc độc ngàn năm, ta thu lại, xem có thể dùng được vào chỗ nào không. Vậy để xem đại tỷ thấy nó có tác dụng không.
Khương thừa tướng quả nhiên tính toán như thần. Ma gia tứ tướng bọn ta còn chưa tới Tây Kỳ, ngài đã biết ma gia tứ tướng bọn ta đến đây làm gì rồi. Đúng thế, ma gia tứ tướng bọn ta tham kiến hầu gia, Khương thừa tướng phải nói giúp bọn ta mấy lời. Ngài cũng biết bọn ta là người thô lỗ, nếu như bọn ta và hầu gia nói chuyện, nói ra mấy lời không nên nói, tới lúc đó thì thật không phải. Khương thừa tướng đa tạ ngài, bốn vị tướng quân quá lời rồi. Khương mỗ chỉ làm tròn bổn phận người chủ, quan nghênh bốn vị tới Tây Kỳ chúng tôi thôi. Chúng ta không đánh không quen, Lý Tịnh ta xin thay mặt cho bách tính ở Tây Kỳ biểu thị cảm tạ tốt đến bốn vị tướng quân. Không cần đâu, đừng nói vậy, đừng cảm tạ tới luôn như thế, thế còn gì thú vị nữa. Chúng ta đến đây để uống rượu mừng thôi. Mau nói chuyện chính, nói chuyện chính đi. Đúng đúng, nói chuyện chính. Vừa rồi hầu gia đã đồng ý tên tiểu tử thối đó. Lão Tam, sắp thành thông gia rồi, để cần nói là cái gì tiểu tử thối. Đúng đúng thế, phải nói là hiền tế cơ phát anh tuấn phi phàm, là đáng yêu của chúng ta. Đúng thế, đúng thế. Nếu là chuyện hỷ, vậy ta thấy nên dựa theo lễ pháp mai mối chính thức. Như vậy cũng làm bách tính Tây Kỳ đều cảm nhận được niềm vui. Đương nhiên, cũng để song nhi cô nương đường đường chính chính gả tới Tây Phủ bá hậu chúng ta. Đây không phải là mong muốn của bốn vị sao? Cái này được, được lắm. Song nhi là viên ngọc của chúng ta. Đúng đúng, hôn sự của nó tuyệt đối không thể qua loa được. Bà bố Na Tra, cha Na Tra, sư thúc mẫu, sư thúc, bà con về rồi. Bà bố Na Tra, con không sao chứ? Sao lại không sao được? Việc lớn đấy chứ. Nếu sư thúc mẫu không tin thì nhìn xem. Tướng công, chúng về rồi. Thừa tướng, phu nhân, Lý tướng quân. Cha, sao mọi người lại ở đây vậy? Song Nhi, nha đầu này rõ ràng đã biết còn cố hỏi nữa. Lẽ nào có thật sự không biết chúng ta đến đây là về chuyện gì sao? Con, nha đầu này lại hỏi sao các cha lại tới. Bọn ta muốn hỏi con, sao lại tới phủ Tây Bá Hầu vậy? Con... Cậu, Dương Tiễn nghe lệnh, bây giờ cậu hãy ra ngoài phủ phát đi tín hiệu, thông báo cho tất cả binh mã chúng ta để bọn họ lập tức tập trung. Sau khi trở về, bọn ta có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Mau đi đi. Dân. Tiểu tử thối, lại đây. Cha. Cha, con cầu xin cha, cha hãy tha cho nhị công tử đi. Sao ta có thể tha cho tên tiểu tử thối này được chứ? Song Song Nhi à, con đứng lên nào. Lúc cha dạy dỗ tiểu tử thối này, con gái ở một bên nhìn là được rồi. Na Tra, món nợ của cậu với ma gia tứ tướng cũng nên trả đi thôi. Cơ Phát, sao cậu còn chưa quỳ xuống? Ta quỳ xuống. Cơ Phát, Cơ Phát à, lần này cậu làm lớn chuyện rồi. Nếu không tin, cậu hỏi Khương Tử Nha xem rốt cuộc có nên quỳ xuống trước mặt chúng ta hay không. Vậy công tử đúng là nên quỳ xuống đó. Hơn nữa, nhất định phải dập đầu trước bốn vị đây mới là đúng. Sư thúc mẫu, chuyện này. Cơ Phát, tiểu tử thối cậu vẫn còn trẻ chưa hiểu chuyện, lẽ nào cậu không nên bái kiến bốn vị nhạc phụ chúng ta sao? Cơ Phát bái kiến bốn vị nhạc phụ. Được được, mau đứng lên, mau đứng lên. Thế này mới đúng chứ. Thì ra là chuyện này. Cha, sư thúc mẫu, sư thúc, mọi người đều biết rồi thì phải nói sớm cho con chứ. Làm con không biết gì hết, vừa rồi con làm cho con lo lắng mãi. Cha,
Được rồi Song Nhi, đây là lựa chọn của con. Con là viên ngọc của bốn cha, mong là sau này con sẽ không phải hối hận. Song Nhi tuyệt đối không hối hận. Được, không hổ là con gái của Ma Gia Tứ Tướng, có khí chất. Song Nhi, sau này nếu tiểu tử này ức hiếp con hãy nói với cha. Cha sẽ dùng tỳ bà, ma âm truyền não để cho nó toàn thân dở dụng, không sót mảnh nào. Cha, đừng mà. Lão Tam, để thấy chưa, bây giờ Song Nhi đã có tiểu tử thối này rồi, sẽ không cần mấy người cha chúng ta nữa. Cha, đâu phải như vậy đâu. Chuyện bày ra trước mắt, con gái đã lớn rồi đúng không? Trong lòng chỉ có cơ phát, lẽ nào cha nói không đúng sự thật? Cha, hay lắm, vì tới nước này rồi, Khương thừa tướng, chúng tôi cũng nên cáo từ thôi. Hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ. Đi thôi Song Nhi, chúng ta đi thôi. Cha, đi thôi nào. Chúng ta đi đâu? Song Nhi, con vẫn chưa gả cho phủ Tây Bá Hầu đâu. Đương nhiên là phải về cùng chúng ta chứ. Chúng ta phải đợi bên này tới đón con về. Con thật là mặt dày quá. Còn muốn ở lại đây hả? Làm cái gì thế? Đúng thế, con xem con kìa. Đúng vậy tướng quân, mệnh lệnh ta đã phát đi rồi. Tất cả binh tướng trong một giờ nữa sẽ tập trung lại hết. Được. Dương Tiễn, cậu là tài năng khó kiếm, không bằng hãy cùng bọn ta về Giai Mộng Quan. Đa tạ bốn vị tướng quân đã trọng dụng. Chỉ là Dương Tiễn hiện giờ vẫn chưa tìm ra người mang sách trời như sư phụ nói, vì thế không thể cùng mọi người tới Giai Mộng Quan được. Cậu nói sư phụ cậu muốn cậu đi tìm người nắm giữ sách trời à? Vậy sư phụ cậu là ai vậy? Sư tôn ta là Ngọc Đỉnh Chân Nhân trên núi Ngọc Tuyền. Dương tướng quân, vậy ngài tìm sách trời không phải là gần ngay trước mắt, xa tận chân trời rồi sao? Sách đó đang trong tay của sư thúc tôi. Quả đúng là sách trời. Thì ra người mà sư phụ muốn ta đi tìm chính là thừa tướng, mà không phải là thân công báo. Sao có thể là thân công báo được? Thân công báo là một tên không việc ác nào không làm, một tên khốn không từ thủ đoạn. Sư phụ ngài là Ngọc Diễn Chân Nhân, cũng không phải là tên ngốc. Sao có thể nói ngài đi theo chân thân công báo được chứ? Nga Tra, không được vô lễ. Thừa tướng, xin hãy cho Dương Tiễn được đi theo ngài. Mau đứng lên đi. Nếu sư phụ cậu là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, ông ấy cùng ta là đồng môn. Ông ta nói cậu tới tìm ta, vì cậu hãy ở lại đây đi. Đa tạ sư thúc. Chúc mừng thừa tướng lại tu thêm một mảnh tướng. Đa tạ, chúng tôi xin được cáo từ. Đúng vậy, hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ, đi thôi, cáo từ. Đi thôi. Vì công tử Quynh, Quynh hãy tự chăm sóc bản thân. Song Nhi, muội cũng tự chăm sóc bản thân thật tốt nha. Muội yên tâm, chúng ta sẽ được gặp lại sớm thôi. Được rồi Song Nhi, các con đừng dùng cái cách lưu luyến không rời, không nỡ rời xa này nữa. Sau này các con được gả vào đây rồi, ngày nào cũng được gặp nhau. Lúc đó còn nhìn chán thì thôi. Đi thôi. Đi nào. Vị công tử, thừa tướng, đừng nghĩ nhiều. Dân, bây giờ cậu hãy lo tu dưỡng bản thân, để tới lúc làm tân lang đi. Vị công tử, sư thất mẫu, mau nhìn xem, vị công tử đỏ mặt rồi kìa. Nà Tra, mau qua đi. Sao cậu lại cười vị công tử chứ? Cô ấy đỏ mặt thật mà, còn nói nữa, đứa trẻ này. Những ngày sau này, Song Nhi sẽ không còn ở bên cạnh làm phiền chúng ta nữa. Chúng ta sẽ rất nhàm chán.
Đúng thế. Đại ca, nhị ca, tam ca, chúng ta đều thấy nhàm chán, hay là nhân cơ hội này chúng ta so tài cao thấp, xem ai là thiên hạ đệ nhất thế nào? Không được. Chuyện này tại sao không được? Không có tâm trạng. Mọi người cũng đồng thanh. Đồng thanh chứ gì? Không so thì thôi. Lão Tứ, Lão Tứ, đợi sao vậy? Thân công báo, tôi muốn làm gì? Mau thả Lão Tứ ra. Mà gia tư tướng các người lại dám phản bội chúng ta. Hôm nay hãy xem chúng ta tính món nợ này thế nào đây. Đại ca, không cần nhiều lời với chúng, chỉ cần ba chúng ta liên thủ để không tin không cứu được Lão Tứ. Đại tỷ, pháp bảo của Maya rất lợi hại, chúng ta phải cẩn thận. Sự lợi hại của chúng mụ đã thử rồi, cũng không lợi hại lắm đâu. Quỳnh yên tâm đi, xem sự lợi hại của chùm hoa hồ của ta đi. Lão Tứ sao rồi? Không sao chứ? Để không sao. Nào, hãy cho bọn chúng biết tay đi sự lợi hại của Maya tứ tướng. Chồn Ba Hồ, đừng tưởng bản thân mình tài giỏi, không ngờ mày lại chết trong tay thân công báo ta. Mà già tứ tướng, ta thấy các ngươi cũng là người tài, chỉ cần các ngươi đồng ý giúp ta giết Khương Tử Nha, ta có thể tha cho các ngươi. Người nói còn hay hơn cả hát. Nói cho ngươi biết, mà già tứ tướng bọn ta tuyệt đối không để cho ngươi lợi dụng. Mà già tứ tướng, lần nào các ngươi cũng có biểu hiện chiến thắng nên mới không làm được việc ở đấy. Hôm nay bọn ta có chuẩn bị mới tới đây, nếu các người không đồng ý với đắc kỷ nương nương, vậy thì hãy chịu chết đi. Ngươi đừng nhiều lời. Hôm nay ai thắng ai bại còn chưa biết. Các ngươi còn cứng miệng. Hiện giờ bốn người các ngươi đã không đánh nổi hai người bọn ta rồi. Nếu như công báo tới nữa, các ngươi sẽ còn thua thảm hại hơn. Thân công báo đó của ngươi, nó không chừng đã trở thành đồ nhắm của chuồng hoa hồ rồi. Lão Tứ, chuồng hoa hồ có đệ về rồi kìa. Nhìn thấy chưa, để nói rồi mà, thân công báo đã thành đồ ăn trong bụng chuồng hoa hồ rồi. Lão Tứ, chuồng hoa hồ có đệ bị điên rồi sao? Sao lại cắn chúng ta vậy? Thân công báo, công báo, đệ không sao chứ? Đại tỷ, đệ là ai chứ? Sao có thể có chuyện gì được? Mà già tứ tướng, các người có biết tại sao chuồng qua hồ được cắn các ngươi không? Tại sao? Vì con chuồng qua hồ đó đã trúng độc bọ. Bốn người các ngươi không tới nửa giờ nữa sẽ độc phát toàn thân mà chết. Ngươi, chuồng qua hồ của ta đâu? Còn phải hỏi sao? Nhất định là bị công báo giết chết rồi. Ngươi, ngươi, các ngươi thật đáng ghét, dám giết chuồng qua hồ của ta. Ta phải bắt các ngươi đền mạng. Lão Tứ, Lão Tứ sao vậy? Lão Tứ sao vậy? Lão Tứ, Lão Tứ, ca ca, đệ rất đau. Đệ không thể tranh thiên hạ đệ nhất với các huynh nữa rồi. Rốt cuộc các ngươi làm gì với Lão Tứ của ta? Các ngươi không có gì. Ta chỉ để hắn bỏ thêm chút lực khí, thêm chút công lực. Vậy rốt cuộc đã làm gì?
ngươi vẫn chưa hiểu được sao? Hắn đã trúng độc bò. Khi hắn dùng lực sẽ làm cho độc theo máu phát tán toàn thân, sau đó thì sẽ chết. Lão Tứ, Lão Tứ. Các ngươi đã giết Tứ Đệ, bọn ta phải báo thù cho Tứ Đệ. Thiên Lang Thần Trảo. Cuối cùng chúng ta cũng giải quyết xong Ma Gia Tứ Tướng. Công báo, đây đều là do công lao của đệ, nhưng chủ yếu vẫn là đại tỷ tính toán như thần. Đúng thế. Đại tỷ, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta cứ làm theo kế hoạch. Thân công báo, người nói xem Ma Gia Tứ Tướng có phải do các ngươi hại chết không? Na Tra, tin tức của ngươi cũng nhanh đấy chứ. Sao? Các ngươi đã hại giết chết Ma Gia Tứ Tướng rồi à? Đúng thế. Giết chết hắn không chỉ có hai chúng ta. Đáng ghét, ngươi chịu chết đi. Hôm nay ta phải báo thù cho Ma Gia Tứ Tướng. Dương Tiễn, mà giết chết thân công báo đi. Dương Tiễn, ta cho ngươi một cơ hội nữa. Chỉ cần ngươi về bên ta có thể đảm bảo tương lai rộng mở cho ngươi. Thân công báo, ta kính ngươi là sư thúc của ta. Nếu ngươi có thể cải tạo quy chính, Dương Tiễn ta vẫn nguyện ý đi theo ngươi, nghe theo lời ngươi. Sư thúc, thế này là ý gì? Ta nghe theo lời khuyên của con. Ta chỉ mong con có thể về lại bên ta. Thật sao? Tốt rồi sư thúc. Sư thúc, vậy con tới giúp Na Tra. Khoan đã. Đáng ghét, ngươi lại làm hỏng Thiên Lang Thần Trảo của ta. Dương Tiễn. Đại tỷ, cuối cùng chúng ta cũng có được thần binh này rồi.
Dương đại ca, Dương đại ca không sao chứ? Ta, Dương đại ca, Dương đại ca đi thôi. Sư phụ, Yang Jin 的额头是被申公豹的天狼神爪所伤的，现在爪尖还留在伤口里，为什么不赶快给他拔出来呀？已经来不及了，如今那个天狼神爪已经深入到伤口里面，全都化开了。我刚才检查的时候发现，里面还留有很多的剧毒，恐怕杨戬是凶多吉少了。师叔，那杨大哥他现在……我现在只能把他的伤势止住，但是我确实没有办法帮他根治啊。师叔啊，那我们现在怎么办？我们不能眼睁睁地看着杨戬就这么一直昏迷下去啊。是啊，这件事我只能看看天数。Sư thúc, thiên thư viết gì vậy? Thiên thư nói, chúng ta phải tìm được sơn ngoại sơn của thiên ngoại thiên mới có thể tìm được thiên nhãn để trị khỏi vết thương cho Dương Tiễn. Sơn ngoại sơn của thiên ngoại thiên à? Là cái gì? Thiên nhãn là gì? Sư thúc, anh có biết thiên thư trên sách viết không? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng, hiện tại, thuốc chúng ta cần là phải đi tìm được thiên nhãn để trị khỏi vết thương của Dương Tiễn.Cái gì? Ma gia tứ tướng đã tự chiến xa trường. Vậy Sâm Nhi cô nương đâu? Sâm Nhi đâu? Sâm Nhi cô nương, Sâm Nhi cô nương, cô ấy Phùng Phi nương nương, nương nương, nương nương mau nói Sâm Nhi rốt cuộc thế nào? Sâm Nhi cô nương, cô ấy đã bị Dương Tiễn và Cơ Phát hại chết rồi.Con gái của ta, bốn vị huynh đệ của ta, là lão phu đã hại mọi người, là lão phu đã hại mọi người. Lão phu xin lỗi mọi người, lão phu xin lỗi mọi người. Thái sư, ông không nên tự trách mình nữa. Chuyện này không trách ông, nếu trách thì có phải trách Cơ Phát. Hắn đã dùng thủ đoạn thành thân với Song Nhi cô nương để lừa gạt sự tín nhiệm của Ma Gia tứ tướng, sau đó sai Dương Tiễn giết chết bọn họ. Thật đáng thương cho Song Nhi cô nương. Cô ta vốn dĩ cho rằng bản thân mình có thể đường đường chính chính là một tân nương tử, một cô gái thuần lương đáng yêu như vậy. Các người thật quá độc ác mà. Dân Thái Sư, xin bớt giận, bớt đau buồn. Người chết không thể sống lại. Chúng tôi cũng trách nhiệm trong sự tổn thất này. Nếu như ban đầu có thể thuyết phục được Ma Gia tứ tướng và Song Nhi cô nương không nên tin những lời nói dối của bọn Tây Kỳ, thì hôm nay đã không xảy ra sự này. Nhưng Song Nhi cô nương là con gái yêu quý của Ma Gia tứ tướng. Bọn họ vì muốn cho Song Nhi cô nương được sống như tháng ngày bình yên, bọn họ đã phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cũng không có gì hối tiếc. Cờ Phát, Dương Tiễn, lão phù nhất định sẽ băm thây xẻ thịt các ngươi, phải băm thịt các ngươi ra.